Thưa quý vị, tiếng Việt mến yêu, tinh thần dân tộc Việt Nam và bao công lao của chiến sĩ quốc gia quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam và để cho chúng ta có được ngày hôm nay đã được thế hệ trẻ tại hải ngoại hiểu và biết rất nhiều. Đó là nhờ quý tổ chức, quý hội đoàn, quý cộng đồng, những cô, chú, anh, chị em. Họ đã âm thầm làm việc. Hôm nay, Vũ Nhân ghé thăm trường Văn hóa La Vang, thành phố Fresno để ghi lại những hình ảnh và tâm tình của những người thiện tâm nghĩ đến sự tồn vong của dân tộc. Họ đã bỏ thời giờ, công sức, tiền bạc để ngồi lại với nhau, suy nghĩ, tìm bằng mọi cách để đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam. Không quên cội nguồn, có phẩm chất tốt, có đức tin, biết đem thiện chí và khả năng để phục vụ cộng đồng, dân tộc, góp phần kiến tạo một xã hội công bằng, bác ái. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những tâm tình sau đây. Xin thầy cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái sinh hoạt của trường Văn hóa La Vang, thưa thầy. Vâng, xin kính chào anh Vũ Nhân và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Trường Văn hóa La Vang là một trường bao gồm hệ thống giáo dục của Việt ngữ và giáo lý Công giáo, trong đó có phần sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể. Mỗi thứ bảy từ 11 giờ cho tới 6 giờ chiều, trường Văn hóa La Vang có chương trình cho lớp dự tòng người lớn, các lớp Việt ngữ từ lớp sơ cấp nhỏ nhất cho đến lớp 6 và lớp 7. Sau đó, trường Văn hóa La Vang lại có thêm chương trình giáo lý cho tất cả các em thiếu nhi theo học tại nhà trường. Và cuối cùng là phần sinh hoạt thiếu nhi thánh thể. Phần sinh hoạt thánh thể này giúp cho các em trong phần củng cố thêm tiếng Việt, giúp cho các em trong phần tập nói tiếng Việt, để rồi các em đem ra thực hành trong cái lúc các em sinh hoạt. Đó là một cách mà chúng tôi giúp cho các em gìn giữ được cái truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là cái ngôn ngữ ở hải ngoại. Thiếu nhi, chuẩn bị chào, chào. Thôi. Dạ, rất là vui khi mà dành được thời giờ để mà dạy cho mấy các em ở đây. Thực sự là chỉ có một tiếng, một tuần thôi. Nhưng mà cũng thấy được là có cái sự tiến bộ trong cái tiếng Việt của các em. Dạ, thành ra rất là vui và hãnh diện khi mà mình đóng góp được một chút gì cho nền văn hóa của hải ngoại ở đây. Dạ. Con tên Kha Tị. Con học đây lâu chưa? Con học đây lâu. Học và con thấy như thế nào? Vui. Rất là vui và phấn khởi khi được giúp các em về hiểu biết về giáo lý. Và để cũng cái lý do muốn dạy cho các em là giúp đỡ các em muốn tiếp tục hiểu biết về đường lối sống đạo và đường lối để sau này tương lai trở thành một người tốt trong xã hội, trong gia đình và đặc biệt là cho nhà thờ. Yeah. Lớp này thực ra là do thầy Hùng phụ trách về vấn đề thêm sức cho các em, là sau khi các em rước lễ thì chuẩn bị lên thêm sức. Thì lớp này do thầy Hùng, hôm nay thầy Hùng thầy bận thì mình đứng mình để chuẩn bị cho các em ôn lại một số phần về thêm sức đó. Trước khi chịu thêm sức thì các em phải pass được cái test này là cái quan trọng. Rồi tuần sau thì sẽ có thánh lễ thêm sức do Đức Giám Mục đến để cho các em nhận lãnh bí tích này. Dạ, em thấy rất vui mừng vì các em đã tụ họp tới đây để học hành. Chúng em rất là hăng say khi thấy những tâm hồn trẻ luôn luôn muốn học những gì mới, trau dồi tâm trí. Em rất hân hạnh và vinh hạnh được làm một cái người volunteer ở đây để dạy dỗ các em. Dạ, con xin chào quý vị khán giả và anh Vũ Nhân đây. Thì con đã sinh hoạt với đoàn thanh niên thể cũng gần 30 năm rồi, mà cái
cái điều mà con thấy khuyến khích con mà tới đây để dạy các em thì là nhất là nhìn thấy khuôn mặt các em đây thì con muốn các em muốn giữ truyền thống Việt Nam, biết học tiếng Việt, và cái đó làm cho con rất là vui khi mà con được đến đây bao nhiêu năm nay. Yeah. Mình rất là vui khi mà tới trường, mặc dù đi làm một tuần 5 ngày, có ngày thứ bảy thứ nhật ở nhà mình có thể làm nhiều những việc khác, nhưng mà mình cũng dành thời gian tới đây các em, mình cảm thấy rất là vui khi gần gũi với các em, rồi giúp được các em giữ được cái tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt. Chúng tôi ở đây thì cũng như tất cả những giảng viên và huynh trưởng phụ trợ tá khác, mặc dù bỏ thì giờ thứ bảy ở gia đình để mà tới dạy cho các em, như một cái điều an ủi của chúng tôi là khi thấy được các em đọc được tiếng Việt và nói tiếng Việt, đó là một cái nguồn an ủi rất lớn cho những thầy cô và huynh trưởng trợ tá ở đây, thưa anh. Tôi tên là Vĩ Ngô, xin chào anh Vũ Nhân và cũng xin kính chào tất cả quý vị đang coi đài SBTN. Và cũng như để nói là vì tất cả các huynh trưởng và các trợ tá tới đây làm việc volunteer để dạy các em để học tiếng Việt, và vì mình cũng muốn tất cả các em mình nói tiếng Việt không với nguồn gốc Việt Nam, bởi vì mình là người Việt Nam, mình ráng cố gắng bằng mọi giá để giữ cái nguồn gốc của mình, cho nên mình cũng rất là mình phải ráng cố gắng để dành để bỏ ra một chút thời gian để giúp cho các em học cái ngôn ngữ này bằng. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.